Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin lỗi các bạn bởi vì là không thể nào mà mượn máy được sớm hơn, thì hôm nay mình mới có chiếc Redmi K20 Pro để có thể làm video chia sẻ đến các bạn. Và sản phẩm này thì mình mượn được ở bên XT Mobile, nên là anh em quan tâm có thể tham khảo đường link mình để phía bên dưới nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc máy này ra để xem rằng là bên trong hộp chúng ta sẽ tặng kèm gì. Bởi vì là cái chiếc máy thì mình đã để ở đây rồi. Mở thôi. Bên dưới sẽ là một cái hộp nhỏ để đựng những cái phụ kiện, ví dụ như ốp lưng cũng như que chọc sim. Chắc chắn là chiếc máy này chúng ta sẽ không có cái jack cắm chuyển từ USB Type-C sang jack cắm tai nghe 3.5mm. Bởi vì sao thì có lẽ các bạn cũng biết rồi, chiếc máy này sẽ giữ lại cái jack cắm tai nghe 3.5mm đi cho các bạn. Và cái ốp lưng này nó sẽ là ốp lưng cứng chứ không phải là dạng silicone. Bên dưới sẽ là bộ sạc cáp và chúng ta sẽ được hỗ trợ chuẩn sạc USB Type-C. Cuối cùng là cục sạc. Đến gần hơn với chiếc Redmi K20 Pro thì các bạn có thể thấy rằng là ngoại hình của nó cũng khá là giống với chiếc Mi 9. Chủ yếu là cái phần camera chúng ta đã được di rời và nằm ở giữa mà thôi. Chúng ta sẽ có bên cạnh phải đấy là nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Nút nguồn thì sẽ được tô đỏ thì có thể là dễ dàng hơn cho các bạn phân biệt. Bên dưới sẽ có là cổng sạc USB Type-C, loa ngoài, mic thoại, chúng ta sẽ có khay SIM hỗ trợ 2 SIM một thẻ nhớ, và bên trên thì sẽ là jack cắm tai nghe 3.5mm như ban đầu mình đã chia sẻ. Và bên cạnh đây thì sẽ có một cái lỗ, thì đây nó sẽ là mối sự khác biệt giữa chiếc máy này và chiếc Xiaomi Mi 9, thì tí nữa mình cũng sẽ chia sẻ sau đến cho các bạn. Quay lại với phần mặt sau của chiếc máy này đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần mặt lưng trên chiếc máy này nó đã có một cái màu nó mới mẻ hơn so với việc là dùng đi dùng lại một cái màu kiểu gradient chuyển từ trên xuống dưới, hay là một cái màu sắc bất kỳ nào đó, sau đó các bạn nghiêng nghiêng thì nó sẽ có những vạch chạy. Thì chiếc máy này nó không như thế, mà nó sẽ dạng là kiểu là một cái màu của viên hổ phách. Nếu như anh em nào đã từng cầm qua thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có những đường vân kéo từ ngoài vào, thì cái màu sắc này nó tương tự là như vậy, sẽ có những cái đường màu xanh nó kéo theo những cái dải nhìn rất là hay ho, và ở giữa nó sẽ là một cái màu đen thăm thẳm, nó sẽ tạo ra được một sự khác biệt và nó tạo ra được cái sự hứng thú nhất định khi mà các bạn nhìn vào cái mặt lưng của sản phẩm này. Ở giữa thì sẽ có logo của Redmi, designer by Xiaomi, rất là nổi bật. Đến với cụm camera này đi, thì chúng ta sẽ có cảm biến chính lên tới là 48 megapixel, hai cảm biến còn lại sẽ lần lượt là 13 và 8 megapixel. Nó sẽ được hỗ trợ thêm lấy nét bằng laser, tức là cảm biến camera 48 megapixel, chúng ta đã có cả công nghệ lấy nét laser và lấy nét theo pha. Từ đó nó sẽ giúp cho chiếc máy của bạn bắt nét tốt hơn trong điều kiện chụp hình thiếu sáng, và chúng ta sẽ có đây là đèn flash LED kép. Quay ra với phần mặt trước ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có màn hình 6.4, có độ phân giải là Full HD cộng tấm nền Super AMOLED, nhưng mà nó sẽ không còn là màn hình giọt nước nữa, mà nó sẽ là một cái màn hình tràn toàn bộ, không có bất kỳ khiếm khuyết gì, bởi vì Xiaomi đã trang bị cho chúng ta cái camera bóp ảnh trên đây với độ phân giải là 20 megapixel. Và khi mình mở và cũng như là đóng cái camera này lại thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái dải đèn nó chiếu từ bên dưới lên, và tùy theo từng phiên bản màu sắc chúng ta sẽ có những màu khác nhau. Ví dụ như ở đây mình đang có phiên bản màu xanh, thì khi mà mình mở cái camera này lên này, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái màu xanh, đèn màu xanh chiếu lên, và với phiên bản màu đỏ thì nó sẽ có màu đỏ chiếu lên, còn lại với phiên bản màu đen thì mình không biết là màu gì nó sẽ chiếu lên nữa. Và bên trong cái phần mềm của camera này thì nó cũng sẽ được thay đổi một chút, không giống như chiếc Mi 9 cũng như Mi 9 SE các bạn đã thấy, thì khi mà các bạn ở giao diện camera chính này, các bạn sẽ mở sang một cái tính năng ở bên trên đây. Mình cũng không nhớ, đây thì nó sẽ có ở đây là tùy chọn mở camera 48 megapixel. Như trên chiếc máy này thì chúng ta đã có thể mở camera 48 megapixel bằng việc kéo sang bên đây. Nó giống như kiểu là một chức năng khác ấy, là một tính năng chụp khác luôn, chứ không còn là phải mở ra bên trong này nó rắc rối ra. Thì đấy chính là cái tối ưu hóa mới để giúp cho các bạn có thể là tối giản hóa những cái thao tác khi mà bạn dùng cái camera của sản phẩm này. Hiện tại thì chiếc máy cũng đang được chạy sẵn trên Android 9.0 cùng với MIUI 10, và nó cũng sẽ được trang bị con chip cấu hình cũng khá là giống với chiếc Mi 9, đó là Snapdragon 855. Chúng ta có 80 RAM và 256 GB nhớ trong cho cái tùy chọn mà mình đang cầm. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có những tùy chọn khác nó thấp hơn để cho những bạn nào có một số tiền ít hơn thì vẫn có thể sở hữu được chiếc máy này. Và nói chung rằng là với chiếc Redmi K20 Pro thì đây có thể coi là một phiên bản giá rẻ của chiếc Mi 9, nhưng nó lại được cải tiến nâng cấp khá nhiều từ chiếc Mi 9, như là nâng cấp về cái phần camera bóp up, và chúng ta sẽ có một cái màn hình nó tràn toàn bộ, nó đẹp hơn so với việc làm một cái màn hình nó có cái giọt nước ở phía bên trên. Và các bạn thấy sao về sản phẩm này? Các bạn có thấy hứng thú với nó hay không? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới, và cũng như là các bạn đang muốn mình làm thêm gì về chiếc máy này thì các bạn cứ để yêu cầu phía bên dưới, mình sẽ làm theo các bạn nhé. Cuối cùng thì các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.